đau tay, đau vai, đau chân, đau đầu, mình biết là mạch máu nó bị nghẽn. Mà những mạch máu nhỏ ở đây á, trong bài học chúng ta thì chỉ tác động đến những cái mạch máu ở bên ngoài cơ thể, là ngoại vi của thân thể thôi, tức là sau cái lớp da chúng ta nó có nhiều mạch máu nhỏ, còn những cái mạch máu sâu trong đó thì chúng ta chưa học đến. Rồi bây giờ cái mục đích á, cái mục đích của nó là cái gì? Thì khi chúng ta bấm huyệt á, chúng ta hiểu cái mục đích của nó là bấm là để làm cái gì, chứ không phải là muốn massage cho nó rãn cơn chơi, là không phải chứ, mình làm phải hiểu mục đích đó. Tức là mục đích của nó là gì? Tức là khai thông các mạch máu bị tắc nghẽn. Đó là cái mục đích đó. À, chứ không phải mù mù để người ta ra bóng người chơi đâu. Khi nào mạch máu của người ta không có đau, lúc đó chúng ta dùng cái phương pháp này để khai thông những cái mạch máu. Đó là cái mục đích chính, là khi các mạch máu bị nghẽn sinh ra các cơn đau. Và khi các mạch máu được khai thông thì liền hết đau. Cho nên á, bằng người thể lực đó nói câu là thống và bất thông, mà thông thì nó bất thống. Chữ thống ở đây có nghĩa là đau, đau đớn. Khi bị đau đớn là mạch máu nó không có thông, nó là nó bị nghẽn. Mà khi mà thông rồi đó là nó không còn thống nữa, tức là nó không còn đau. Đó là cái câu trong phương châm của bên Thập Chỉ Liên Tâm Liên Hoa Mạch, là thống là bất thông, mà không thì nó sẽ là bất thống. Có nghĩa là khi nó đau đớn, thống là đau đớn, là nó không có thông, là mạch máu của mình á nó bị nghẽn rồi, nó không. Mà khi mình khai thông rồi thì nó bất thống, mình khai thông nó rồi nó không còn đau nữa, gọi là thông thì bất thống. Đó là câu coi như là gối đầu giường của cái môn này luôn đó. Khi mà người ta đau đớn mà mình biết đau tay, đau vai, đau chân, đau đầu, mình biết là mạch máu nó bị nghẽn, cho nên nó mới đau, gọi là thống bất thông. Khi mình khai thông mạch máu rồi, người ta hết đau, gọi là thông thì nó bất thông ha. Rồi á, cơ thể của chúng ta có đến 10 tỷ cái bao mạch, trong người của chúng ta có tới 10 tỷ mạch máu nhỏ, rất là nhiều, cho nên dễ bị ách tắc, bị nghẹt đường máu chảy, cho nên sanh bệnh. Khi các mao mạch được lưu thông thì Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm Huyệt Thập Chỉ Liên Tâm